Phạm Quang Vinh, sinh năm 1957, là một nhà ngoại giao cấp cao của Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách quan hệ của Việt Nam với các quốc gia Nam Á, Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2014, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ từ năm 2014 đến năm 2018. Ông đã được phong hàm đại sứ bậc 2, hàm cấp ngoại giao cao nhất của nhà nước Việt Nam. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị đại sứ tại Washington DC từ tháng 11 năm 2014 và đã trình quốc thư lên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày 23 tháng 2 năm 2015. Ông Phạm Quang Vinh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao ở Hà Nội năm 1980 và tốt nghiệp hệ sau Đại học trường Đại học Canberra, Australia năm 1985. Đại sứ Phạm Quang Vinh có nhiều năm công tác tại vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao, nơi ông bắt đầu là chuyên viên từ tháng 9 năm 1980, sau đó được bổ nhiệm làm trợ lý vụ trưởng vào năm 1994 và phó vụ trưởng vào năm 1995, cương vị mà ông đảm trách đến tháng 12 năm 2013. Đại sứ Phạm Quang Vinh từng công tác hai nhiệm kỳ tại Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc New York. Lần đầu là tùy viên từ tháng 1 năm 1987 đến tháng 1 năm 1990 và sau đó giữ chức tham tán công sứ phó đại diện thường trực của Phái đoàn từ tháng 7 năm 1996 đến tháng 8 năm 1999. Nhiệm kỳ công tác nước ngoài thứ ba của ông là tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, Thái Lan, nơi ông giữ chức tham tán công sứ từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 1 năm 2007. Từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008, Đại sứ Phạm Quang Vinh giữ chức phó vụ trưởng, sau đó là vụ trưởng, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam. Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 9 năm 2011, Đại sứ Phạm Quang Vinh giữ chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam. Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 7 năm 2014, Đại sứ Phạm Quang Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách quan hệ của Việt Nam với các quốc gia ở Nam Á, Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương, đồng thời là trưởng SOM Senior Official Meeting Phái đoàn quan chức cấp cao ASEAN của Việt Nam. Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 1807 của Thủ tướng về việc ông Phạm Quang Vinh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Đại sứ Phạm Quang Vinh có vợ là bà Hoàng Bích Liên và có hai người con. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh là nhà ngoại giao kỳ cựu có gần 34 năm công tác trong ngành. Ông thuộc lớp thế hệ đầu tiên sau đất nước giải phóng được đào tạo ngoại giao chính thống, cử nhân quan hệ quốc tế, Đại học Ngoại giao từ tháng 9 năm 1975 đến tháng 6 năm 1980. Ông bắt đầu với công tác ngoại giao đa phương khi công tác tại vụ các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao và gắn bó với ngoại giao đa phương trong nhiều năm tháng công tác. Trước khi trở thành một nhà ngoại giao kỳ cựu chuyên về ASEAN, ông từng có những năm công tác nhiệm kỳ trong Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York. Riêng tại Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ông có hai nhiệm kỳ công tác. Trong đó, nhiệm kỳ từ 1996 đến 1999, ông giữ vị trí tham tán công sứ, phó trưởng đại diện thường trực Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Sau đó, nhà ngoại giao làm tham tán công sứ, đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Cuối 2011, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao. Trước đó, ông đã là trợ lý bộ trưởng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam. Dù kinh qua công tác ngoại giao đa phương trên nhiều địa hạt nhưng ASEAN như nghiệp ngoại giao của ông.
Cho đến nay, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đã làm trưởng SOM ASEAN Việt Nam được tròn 7 năm. Liên tục lâu nhất trong các trưởng SOM ASEAN các nước trong thời điểm hiện tại cũng như lâu nhất của Việt Nam đến nay. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh là người luôn được báo chí quốc tế, ASEAN và trong nước để mắt săn đón, nhất là trong các cuộc đàm phán, hội nghị về ASEAN trong khu vực, đặc biệt chủ đề liên quan Biển Đông trong ASEAN, cũng như quan hệ ASEAN với các đối tác lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga. Lý do đó là ông không né và luôn tìm cách hóa giải mọi câu hỏi khó của báo chí quốc tế.